máy mài đời cao của hãng Makita ha. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 720W, 12.000 vòng trên phút, 7.4A nghe nè. Con này máy hoạt động ok, em ái không lỗi lầm gì hết, đầm tay đẹp, cổ gốc còn mới, chỉ có bị cấn nhẹ đen cái thôi ha. Anh em nào cần sử dụng máy này sử dụng đó, mã 005, giá 300.000 đồng, ngoài hình rất là mới anh em, điệp viên 007 anh em. Con này của hãng Makita, sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút. Con này được sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản anh em. Đây, ngoài hình ở đây. Con này thì bình thường rồi, mình quay rất là nhiều loại cho anh em xem mà. Tên của nó là 9533B. Rất là im luôn anh em. Rất là máy, cầm rất là thoải mái. Mã 007, giá 350.000 đồng nha anh em. 350.000 đồng ha. 014. Con này của hãng Hikuki luôn. Con này của ngoại hình cũng rất là đẹp luôn anh em. Điện áp 100V, 780W, 8.8A, 9.000 vòng trên phút. Con này sử dụng đeo tắt luôn anh em. Sao tắt trượt ha, con này rất là mới nha. Con này rất là mới nha anh em. Mã 014, con này giá 500.000 đồng anh em. Con này rất là mới ha. Em phải xem màn hình nó rất là mới luôn. Rất là ít sử dụng luôn. Bốn con này cũng là của hãng Hitachi, tem mát hai bên là đủ anh em. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút ha. Vẫn là bắn bu lông chi dụng. Có cấp trượt, có búa đầy đủ ha. Dành cho anh em bắn nhanh, đảo chiều trực tiếp tay cò. Mã 024, giá 550.000 đồng nha. Máy móc rãnh, con này của hãng Makita nha anh em. Điện áp 100V, 15A, 1430W, 8.500 vòng trên phút của hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Điện nguồn có dài 6m nha anh em. Một bó đây ha. Bó dây rất là dày luôn. Dễ dây cấp điện rất là tốt ha. Móc rãnh lưỡi 21 ly. Cái lưỡi 21 ly nha anh em. Có thắng từ đầy đủ. Tích chức năng anh em xem. Dành cho anh em thợ gỗ nè. Có thắng từ, êm ái, nhẹ nhàng, đời cao ha. Có lưỡi ghim theo máy luôn anh em. Máy móc rãnh 065, giá 700.000 đồng nha anh em. Con bắn chích đầu tiên anh giới thiệu anh em, con này của mã 042. Con này của thương hiệu Sensakuso Shinko nha anh em. Con này điện áp 100V, 230W. Từ 0 đến 2200 vòng trên phút ha. Em ơi xem, nhỏ gọn. Điện nguồn dài 5m. Chích chức năng. Dừng góc cò, bấm cực nhẹ đây, đảo chiều đầy đủ nha anh em, nhỏ gọn nhẹ, cơ động cho anh em sử dụng ha. Có búa, có cấp trượt đầy đủ. Mã 042, giá 350.000 đồng, dây nguồn dài 5m nha anh em. 042, giá 350.000 đồng ha. 019, con này là con chài nhắm góc nha anh em ha, dám dán. Con này của hãng Freestarter, điện áp 100V, 100W nha anh em, 10.000 vòng trên phút ha, chài nhắm gung nha. Mã 019 nha anh em.
019 giá 200.000 đồng. 020. Đây em xem 020 nha. 020 này là nó liên quan tới 021. Mà 021 liên quan tới 022. Nên chia sẻ ba con này một lượt cho anh em ha. Nghĩa là sao? Con 020 này, 021 này hoàn toàn giống nhau nha anh em. Khác màu ha. Đó là một đời. Đây, mình xem bị chen nhau không, khác hết kết cấu nha. Rồi mình xin chia sẻ thông số của con này cho anh em nắm nè. Điện áp 100V. 180W, 13.000 vòng trên phút. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em. Ha. Con này của thương hiệu Sander, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Rồi, tới chức năng anh em xem. Chài nhá, con này chài nhắm vuông nha anh em. Công tắc nằm trên đây ha. Rất là êm ái nha anh em ha. Kẹp đây, kẹp cái nhá đây. Kẹp vô. Bên đây cũng vậy. Kẹp vô, gài lại là xong. Ok, mã 020 giá 200.000 đồng. 21 này. 21 và 22 giống nhau nha anh em. 21 và 22 giống nhau hoàn toàn ha. Đây, thông số, chia sẻ thông số. Điện áp 100V. 180W. 13.000 vòng trên phút nha anh em. Đó, hai con này y chang nhau ha. Test chức năng anh em xem luôn. Test hai mát lượt cho anh em xem lượt luôn cho nhanh ha. Rồi kẹp cái nhám này đây, một cái ăn trước, một cái ăn sau, ok chưa? Cái này luôn, 21 cũng vậy, cái ăn trước, cái ăn sau, đây, ra đây, rồi 021, 022 đồng giá 250.000 đồng nha anh em. Dành cho anh em thích sự đơn giản gọn gàng. Còn hãng Makita nha anh em. Điện áp 100V, 220W, 2.4A, 3.300 vòng trên phút. Con này của Makita, sản xuất lắp các sử dụng từ Nhật Bản. Mình kiếm lượt chát, mình tháo ra, mình gắn lưỡi vô cho anh em xem ha. Mấy con này tháo lắp lưỡi đơn giản thôi nè, không có gì khó khăn hết nha. Đây, gắn lỏng ra, lỏng ra chút xíu nữa. Đây, cái lưỡi cũ nó dính trong máy nè, mình tháo ra gắn lưỡi khác cho anh em xem ha. Đây, tháo ra lắp vô, bao chặt ha. Rồi test chức năng anh em xem, đi nguồn dài khoảng 3m nha anh em. Ok, mã 030 giá 250.000 đồng nha anh em. Tặng lưỡi cho anh em luôn ha. Tiếp tục 031, con này có hãng Vinsa. Con này 350W nha anh em, điện áp 100V ha. 3.000 vòng trên phút, hàng nội địa Nhật, điện áp 100V. Rồi. Tháo ra gắn lưỡi vô. Con này có giữ lưỡi nha anh em, có đá lưỡi đầy đủ ha, giữ lưỡi. Tháo hai này ra, tháo lỏng hai này ra, nhét lưỡi vô. Đây, khi gắn lưỡi vô xong là gì nghe anh em? Tích chức năng anh em xem, có cái lưỡi vô anh em dễ xem hơn. Mã 031 giá 300.000 đồng nha anh em. 032 thì con này vẫn là kẹp lưới như vậy thôi, kẹp lưới đứng nha anh em. Thấy không, đây, nhét lưới vô đây.
Rồi mình siết hai con này lại, cái thử sẽ nằm gì. Rồi ok, mình siết thử cho anh em xem nha. Rồi, sau khi dặn hai con này vô sau nó sẽ kẹp cái lưỡi là cứng ngắc nha anh em. Rồi test chức năng anh em xem ha. Con này có điều tóc cò nha anh em, nó chỉnh luôn ha. 1 2 có điều tóc, có đỡ lưỡi đầy đủ nghe anh em ha, có nắp bảo vệ luôn nên cái này xuống đó. Mã 032 giá 350.000 đồng nghe anh em, con này của hãng xin đây qua ha. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nghe anh em ha. Điện áp 100V 400W 420A từ 600 đến 3250 dòng trên 1 phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản của hãng xin đây qua. Ok chưa, rất là đẹp nha anh em, con này rất ok ha. Mã 032 giá 350.000 đồng nha anh em, tặng lưỡi ha, cái có thổi bụi đây luôn, cắt đây rồi thổi bụi đây luôn. Ok chưa. Tiếp tục 033 con máy đến từ thương hiệu Ryobi, con này có tùy chỉnh độ đá lưỡi nha anh em. Đó, gắn cái bằng cây lục giác thôi, không có gì khó khăn, cái lục giác vào. Nói rộng nó ra, nhét cái lưỡi vào. Xong, lấy cái lục giác siết lại. Rồi, thế là xong ha. Con này 4.2A từ 400 đến 3200 vòng trên phút. Con này của hãng Ryobi nha anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Điện áp 100V, 400W ha. Con này có đá lưỡi. Cái đá lưỡi nha, có điều tóc luôn nghe nè ha. Dây nguồn dài 3m, tới chức năng anh em xem. Có điều tóc, có đá lưỡi, có tùy chỉnh đá lưỡi là đủ nha anh em. Lưỡi luôn nha anh em. Này lưỡi đứng nè. Bước 1. Bước 2. Đầy đủ hết nha anh em. Khi anh em mua máy mình tặng lưỡi cho anh em sử dụng luôn nha. Mã 033 giá 400.000 đồng. Tiếp theo 034. Con này thì có thổi bụi, thổi về phía trước hoặc là hút về phía sau nghe nè, anh em có thể xem ha, chuyển chức năng ở đây. Rồi, thổi ra ha, hút vào hoặc là thổi ra. Đó, nếu mà thổi ra hướng này, còn hút còn thổi ra hướng này, còn hút vào thì nó sẽ ra đường này nghe nè. Rồi ha, con này thì không có gì khác mấy con kia nghe nè. Đó, có hai con vít nè, dặn hai con vít này ra, gắn cái lưỡi vào, gắn lưỡi vào nghe nè, siết hai vít lại, thế thôi, rất là đơn giản, đâu khó khăn gì đâu anh em. Con này thì nó bằng vít dẹp, có loại vít dẹp, có loại chát nghe nè, nguồn dài khoảng 3m nghe nè. Con này của hãng Black & Decker ha, con này rất là đẹp luôn. Sử dụng lưỡi tối đa 65 ly, 400W, công suất rất mạnh nha anh em, điện áp 100V từ 800 đến 3200 vòng trên phút ha. Thì tóc cò bấm chậm đó, thì tóc chỉnh luôn nha anh em.
ok, êm ái, nhẹ nhàng. Khoảng blush and cơ tem mát hai bên đầy đủ đẹp. Có tùy chỉnh hút hoặc là thổi bụi ra. Thổi ra trước và hút ra sau ha. Chuyên nguồn dài khoảng 3m, 3m rưỡi anh em. Mã 034 giá 350 ngàn đồng. Tiếp theo 035. 035 này thì nó có điều đặc biệt là nó sử dụng Oculus. Oculus là như thế này đây. Dặn cái còi lên, nhét lưỡi vào, buông ra là xong. Giờ xong anh em, rất là đơn giản ha. Rồi test chức năng anh em xem. Con này có tùy chỉnh đá lưỡi luôn anh em. Đây mức 0123 nè. Về tốc cò ha. Em bấm chậm nó nhẹ nè. Nó mạnh. Nhanh. Tiếp tục. Mức 1. Mức 3 nha em. Em tìm đá lưỡi nè. Có tùy chỉnh đá lưỡi đầy đủ luôn. Đó. Tiêu tốc cò auto lock của hãng Black and Decker. Điện áp 100V, 520W từ 0 đến 3.000 vòng trên phút cho anh em. Điện áp 100V ha. Con này các anh em thấy sử dụng có thổi với máy đơn giản, anh em bóp nhẹ được. Nó cưa cực kỳ chậm nha. Cho em bóp mạnh vào, cái dòng tua sẽ nhanh sẽ mạnh ha. Mã 035 giá 450 ngàn đồng nha anh em. Máy thổi 027 ha. Con này của hãng Ryobi. 13.000 vòng trên 1 phút. Thổi tối đa 2m3, 4A. Điện áp 100V, 370W nha anh em. Của hãng Ryobi. Con này sản xuất tại nhà máy Gokaku ha, ở Nhật Bản nha anh em. Đây, ngoài đây, hút ra đây, thổi ra đây. Dây nguồn dài khoảng 5m. Mã 027 giá 300 ngàn đồng. Đây mã 037 nha anh em. Cái này anh em có thể chỉnh lên gì cũng được nha. Chỉnh cái này cũng được ha. Đó. Điện áp 100V, 5 từ 0 đến 5.500 vòng trên phút. Điện áp 100V nha anh em, 400W ha. Hãng Black and Decker, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Cách cưa thứ nhất là cưa ngang. Cái cưa thứ hai là cưa dọc nha anh em. Cứ ngang hoặc cứ dọc ha. Rồi ở đây thì cái tay mình dơ quá, anh bóc vô dơ máy hết. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp cái lưỡi ha. Đây. Lưỡi ở trong đây nó có một con tán, mà cái con tán nó vừa với cảnh này anh em. Anh em hãy xem ha, em để vô đây nè, nó vừa ngàm vừa hít luôn anh em. Em gặt lên giờ xong ha. Giờ lắp cái tài quá giờ dính vô cái máy hết trơn. À, ra lắp cho vậy nghe nè. Đó ha. Rồi khi mình tháo ra mình nhấn cái nút này. Nhấn cái này. Để xuống, mình tháo ra, ok chưa? Rồi mình sẽ lắp lại cho anh em xem, mình test máy cái. Rồi. Ok. Dây nguồn dài khoảng 4 m nha anh em. Test cho anh em xem ha. Ok, mã 037 giá 450 ngàn đồng nha anh em. Tặng cái lưỡi xịn bãi Nhật của cho anh em luôn ha. Tiếp tục chương trình là con máy cắt đa năng nha anh em. Máy cắt đa năng được nhiều anh em yêu thích nè. Tại sao được nhiều anh em yêu thích? Thì đây mình sẽ giới thiệu chi tiết rồi anh em sẽ hiểu liền. Máy cắt đa năng lưỡi 125 có hộp bụi. Em cắt bụi vô đây ha. Lưỡi hiện tại lưỡi theo máy lưỡi 125 đa năng, cắt sắt, cắt gỗ, cắt cái gì cũng được, cắt gạch cũng được nha anh em ha. Lưỡi hợp kim xịn Nhật đó. Con này của hãng Makita 5025KB 9.5A 6.000 vòng trên phút. Sử dụng lưỡi 120 và 125. Điện áp 100V 900W đó, ok chưa. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nguyên bản. Tiếp tục con này có gì đặc biệt. Dây điện nguồn dài hơn 5m anh em, cỡ 6m ha. Test tính năng anh em xem.
Có thắng từ. Máy cắt đa năng có thắng từ. Đời rất là cao rất xịn anh em. Hàng nguyên bản. Đây, đó. Dành cho anh em là đang có nhu cầu sử dụng máy cắt đa năng này. Thì lưỡi 125 nó phù hợp hầu hết tất cả các lưỡi trên thị trường này anh em cần sử dụng. Ha. Đây anh em. Bật lên. Đó. Để cái lưỡi xuống. Nha. Rồi. Gài xuống. Để nó dính lại anh em. Ok chưa? Mã 060 giá 800.000 đồng anh em. Chỉ một máy nhất hàng nguyên bản nguyên. Đây. Khoan Makita con này đầu 10 liên anh em, đầu xịn zin luôn nha. Đầu của hãng Makita luôn ha. Điện áp 100V, 430W từ 0 đến 2700 phút, 4.5A, hai chức năng khoan thường và khoan búa. Con này dành cho anh em khoan thường khoan búa luôn nha anh em. Nó không có đảo chiều nha, anh em lưu ý đó giùm mình. Test chức năng anh em xem. Điều tốc cò, em đang bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh ha. Chuyển chức năng khoan bê tông. Chức năng khoan bê tông nghe anh em. Chức năng khoan thường. Hai chức năng khoan bê tông và chức năng thường ha, có gì tóc cò anh em hãy mua về khoan công việc sử dụng trong việc của mình. Hãng của hãng Makita chính hãng anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng từ Nhật Bản nha, đầu zin luôn anh em, đó giá cực kỳ rẻ thôi ha. Mã 045 giá 350.000 đồng anh em, cũng của hãng Home Tour luôn anh em, đầu 10 ly hàng nguyên bản nha. Đây xem niêm phong đây. Điện áp 100V, 4.2A, 400W, 2.300 vòng trên phút. Đảo chiều. Hai chức năng khoan búa khoan thường nè, chức năng khoan búa nè. Chức năng khoan thường. Trong khoảng thường như nghe nè, khoảng thường không có búa. Nhưng khoảng búa thì sẽ có búa kêu nghe nè. Mã 047 giá 350.000 đồng. Không 48 đầu 13 ly khoảng Ampac 400W, điện áp 100V từ 2.300 vòng trên phút nha anh em. Đầu 13 ly, hai chức năng khoan thường và khoan búa. Khoan búa nghĩa là khoan bê tông nha anh em. Viên nguồn dài khoảng 3m. Tích chức năng anh em xem. Đảo chiều. Dài vô thoải mái nha anh em. Đầu 13 ly ha, đầu lớn nha, chức năng khoan búa, chức năng khoan thường. Nhấn cái chốt đây nghe nè, nhấn qua chuyển chế độ. Mã 048 giá 350.000 đồng nghe nè. Đầu tiên là mã 054 còn của hãng Boss, cái tem bị chấp chóc nghe nè, đó nhưng mà tem dưới đây vẫn còn nè. Boss Made in Việt Money. Điện áp 100V, 500W, 5.3A ha. Bao của anh em là hàng chuẩn Đức nha anh em. Chức năng giữ mũi. Viên nguồn dài 5m. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Thử chức năng khoan thường trước nha anh em. Về tốc cò nha, bấm chậm nhẹ nè. Ha. Em xem rõ. Khoan bê tông nè. Chức năng tạm thương hiệu Boss.
mã 054 giá 550.000 đồng nha anh em ha, dành cho em siêu chức năng nha. Giá rẻ thì ngoại hình hơi xấu ha, nhưng mà vẫn là robot xịn nha, tem bị chóc chóc thôi, vẫn robot xịn chứ không phải robot đứng Trung Quốc đâu nghe anh em. Tiếp theo vô, bắt đầu vô máy xịn nè, Makita ha, Makita HG1830F, điện áp 100V, 4.6A, 440W, từ 0 đến 1.500 vòng trên phút nha anh em. À, con này đời cao, có đảo chiều đầy đủ ha. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Test chức năng cho anh xem. Chức năng giữ mũi. Cái móc này là kỹ sư Nhật có chế sẵn, mình không có chế vô nghe nè ha. Viền nguồn dài 5m. Có đảo chiều, test chức năng anh em xem. Còn led luôn nghe nè. Đời cao có đèn led hết ha. Đảo chiều, khoan ga, khoan già lại nè. Thì tốc cò. Chức năng khoan bê tông. Búa cực kỳ mạnh nha anh em. Đời rất là cao ha. Mã 055 giá 700.000 đồng, có thể cầm hỗ trợ ghi luôn. Con này những cái điều đặc biệt á là nó có 3 cái cấp độ ha. Búa thường, khoan thường, búa nhẹ khoan thường và búa mạnh nha anh em ha. Anh em lưu ý đó, búa mạnh, khoan búa nhẹ và khoan thường. Rồi, chức năng giữ mũi. Anh em lưu ý nha, dặn cái này, con này cũng dặn nha anh em, dặn ngược cái đồng hồ ha, kêu cái cọc lấy ra, anh dặn thận kim đồng hồ, kêu cái cọc giữ lại. Ok, dây nguồn dài 5m nha anh em. Con này công suất của nó là 650W, điện áp 100V nha anh em ha. Con này của Đức nhập Nhật đó, con này của Đức nhập Nhật nha anh em, Listen tiền Đức. Rồi, cú nhẹ, có đảo chiều luôn nghe anh em. Khoan ra nè, khoan vào. Rồi, chuyển qua dân khoan thường. Khoan thường nghe anh em. Nhân khoan búa mạnh nè. Hai chiếc răng khoan búa nhẹ, búa mạnh nó khác nhau hoàn toàn nghe anh em. Con này cái cảm giác cái lực búa nó rộng mạnh hơn nhiều ha. Điều tốc cò anh bấm nhẹ chậm, bấm mạnh nó sẽ nhanh nha anh em. Ok chưa? Con này á hai chức năng nhưng mà nó chia ra búa mạnh, búa nhẹ và khoan thường. Đó. Hàng 2T của Đức nhập Nhật. Thương hiệu rất là nổi tiếng nha anh em. Dặn kim đồng hồ ra là xong. Đó, dây nguồn dài 5m. 057 giá 1 triệu chẳng nha anh em. Máy xịn nha, 057 giá 1 triệu chẳng. Xịn Đức. À, rồi, tiếp tục. Tiếp tục bên đây có con khoan gốc, mình quay khoan gốc cho anh em xem luôn. Con này con khoan gốc. Đó, cái này thì anh em dùng con lục giác á, anh em siết nó lại. Em ví dụ như anh em muốn quay hướng này đi, đúng không? Anh em siết này lại. Lại sẽ giữ gì luôn anh em. Đó, sẽ giữ hướng này luôn cho anh em khoan góc này ha. Rồi, con này thì điện áp 100V của hãng Makita nha anh em ha. Makita DA4000LG là có đảo chiều nha anh em. Điện áp 100V, 7.5A, 710W, từ 0 đến 600 vòng trên phút ha. Con này tua chậm cho anh em khoan góc. Đó, test tính năng anh em xem. Đảo chiều trực tiếp ở đây nha anh em ha. Có đảo chiều đây luôn nè. Mã 053 giá 500.000 đồng nha anh em ha.
có đảo chiều đầy đủ đó, khoang của Makita chính hãng đó, xịn sò nghe nè. Máy cắt gỗ đầu tiên 061, con này có thể xây mâm xây bàn bình thường nghe nè, rất là nhẹ nhàng, không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Dây điện nguồn ghi của Hitachi luôn. Con này thì công suất của nó là 1050W, điện áp 100V, lưỡi 216 nghe anh em, 11A, 5000 dòng trên phút ha, có hắn tự đàng hoàng. Đó anh em hãy xem mâm, tất chức năng anh em xem. Lưỡi theo máy là lưỡi hợp kim nghe anh em ha. Lưỡi hợp kim. Đó, lưỡi hợp kim xịn Nhật. Đó, hàng bãi Nhật chứ không phải là lưỡi Trung Quốc hay lưỡi Việt Nam đâu. Đó, anh em thích mã này xách về xài. Nó đơn giản thôi, xay bất cứ lúc nào cũng được ha. Đó. Quản Hitachi nguyên bản nguyên zin. Đó, mã 061 giá 900 ngàn đồng nghe anh em. Ha, giá 900. Tiếp theo. Cưa trượt. Đó, về quản Hitachi nghe anh em ha. Hành trình trượt nó khoảng 35. 35 hành trình trượt khoảng 35 nghe anh em. Đâu. Hành trình trượt của nó 3 tấc nghe anh em ha. Hành trình 3 tấc. Con này thì thế nào, có xây góc được không, thử nha, xây góc được nghe anh em, xây góc, xây mâm được luôn, xây góc xây mâm thoải mái ha. Trượt nhẹ đi máy, trượt rất là nhẹ nhàng anh em, thoải mái ha. Con này thì dây nguồn dài khoảng 5m, tên của nó là C7FS, lưỡi 190, điện áp 100V, 11A, 4000 dòng trên 1 phút nghe anh em, dụng lưỡi 190 ha. Đó, sản xuất lắp các dụng tại Nhật Bản, xài bảo bền nha anh em, có thắng tự đầy đủ ha. Xay nghiêng rồi xay mâm, đó có thắng tự, tất chức năng anh em xem. Được rồi. Có thắng tự đầy đủ, đưa vô được thôi. Ok chưa? Xay thoải mái. Vừa xay vừa nghiêng luôn. Vừa chịu chừng nghiêng luôn. Ok nha anh em. Mã 063 giá 1.500.000 nha anh em. 063 giá 1.500.000 đồng. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.